Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay cơ sở của mình giao một số lượng chắc xưa với cẩm lai, số lượng lớn mọi người. Đây, rất là nhiều luôn nha. Đó. Bao gồm xưa nè, xưa có nè, cẩm lai, cây thì hiện tại thì rất là cao, cao và đẹp luôn nha. Đây, mọi người thấy là thấy thùng đóng là biết là cây nó cao cỡ nào nha. Đó. Tí nữa xe sẽ vận chuyển đi. Thì một thùng như vậy nó tầm khoảng 18 kg tới 20 kg nha mọi người. Đây. Thì rất là tươi đẹp luôn, gốc đẹp nha. Mùa này mọi người cứ yên tâm trồng nha, rất là đẹp. Đó, mọi người nào có mua cây giống thì có thể liên hệ hai số điện thoại. Số thứ nhất là 0363119546, rồi số thứ hai là 0942239849. Đó, mọi người có thể là kết bạn Zalo luôn để hỗ trợ trực tiếp bằng tin nhắn cho mọi người nha. Ở đây nó có một cây gió bầu nè mọi người, và cây trầm hương á. Thì cẩm lai cũng cao lắm, nhưng thì cũng mấy trăm cây luôn nha mọi người. Đó. Rồi giờ mình ra ngoài mình quay cho mọi người mớ cây ở ngoài nữa, cho mọi người xem là cây nó tốt, nó tốt cỡ nào nha. Đây cây chắc mùa này cao nha, gốc thì tốt nha mọi người, gốc bự bự hơn đôi đũa một tí nha mọi người. Đây. Bầu đất thì mọi người cứ yên tâm, nhìn là nó không có dính dưới đất ở dưới đâu, nên là mình để mình gị lên không có cần hố đất dễ đó, yên tâm. Đấy. Rồi chúng ta trồng để bán cây công trình hoặc là trồng để lấy gỗ nha. Đó, cây công trình thì chúng ta trồng 3 năm là có thể bán được rồi. Rồi cẩm lai mùa này đẹp luôn, không chê vô đâu được luôn mọi người. Nè, cây đồ tươi tốt luôn nha. Đấy, cây cao mập ú lù luôn. Đó. Đây cho mọi người coi gốc nè, đẹp nha. Rồi cẩm lai cao luôn. Thì cẩm lai mọi người trồng cũng giống như xưa, cũng giống như chắc đỏ thôi, trồng để lấy gỗ hoặc là để bán cây công trình. Thì hiện tại là cây công trình, cây cẩm lai hiện tại ngoài rất là nhiều nha mọi người. Người thường ở ngoài mọi người sẽ thấy đó. Đây nữa, cơ sở của mình thì cung cấp những loại giống gỗ quý A1 thế này. Bao nhiêu số lượng bao nhiêu cũng có nha. Cung cấp là quanh năm cho mọi người luôn nha. Từ Bắc vô Nam, ở đâu cũng vận chuyển được. Với số lượng ví dụ như trên 10 cây thì đã vận chuyển được cho mọi người nha. Miễn phí vận chuyển luôn. Đó nên mọi người cứ yên tâm nha. Rồi với mọi người nào mà thích trồng cây trầm hương hay là còn gọi là cây gió bầu thì có luôn, có hàng luôn nha mọi người. Đó. Đấy, cây như thế này nè. Rất là chất lượng luôn. Còn đây là cây lộc dừng. Lộc dừng thì cho bông, chơi bông này nọ, kiển đồ. Đấy, chơi mùa Tết. Đẹp nha, xuất sắc luôn, gốc bự luôn mọi người. Cây nào nó cũng có củ hết nha mọi người. Đó, đặc điểm của nó mà. Đây. Lộc dừng thì cây siêu giá trị là chuyện bình thường nha, bán hàng tỷ, hàng chục tỷ là chuyện bình thường. Lộc dừng cũ nè. Ôi cái cũ đó nè. Đó lượm luôn nha. Đây nè. Nào cũng có cho mọi người ơi. Đó. Có mấy cây không thấy thì nó bị lấp đất ở dưới. Dưới nó bự, gốc nó bự dữ lắm. Cao thì tầm 7 8 tấc có hiện tại nha mọi người. Giao mọi người trong khoảng tầm 6 tới 8 tấc đi. Giao cao quá thì mình vận chuyển không được thôi. Còn gần gần thì chở xe thì chở cây cao được. Đó. Bên đây cao dữ. Gốc bự. Quay mới dán hương cho mọi người coi nè.
giảng hương nha, giảng hương đẹp luôn rồi. Mùa này cây nào cũng đẹp chứ, mai quán rễ có luôn nha. Hiện tại Út Rài ít đăng cái clip mai quán rễ nên mọi người mua cũng không có nhiều, chỉ mua mấy cây giống gỗ quý thôi. Còn mai tí nữa mình sẽ quay mình chia sẻ mọi người đó. Hiện tại có cây đẹp mình sẽ quay lại cho mọi người nha. Rồi ok, mọi người có mua cây giống thì có thể liên hệ hai số điện thoại như hồi sớm mình có đọc. Số thứ nhất là 0363119546, số thứ hai là 0942239849, có thể kết bạn Zalo luôn nha để tư vấn qua tin nhắn luôn nha, hoặc là có thể là kết bạn Zalo vào trang Zalo để xem thêm những bức hình, những video đăng trong trang cá nhân Zalo. Rồi chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.